Hiện nay, nội thành Hà Nội đang xuất hiện mưa rải rác ở một số nơi. Dự báo hôm nay, các khu vực trên cả nước đều đón mưa dông, đặc biệt miền Trung, Tây Nguyên và Nam Bộ sẽ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió rất mạnh. Người dân cần đề phòng ngập úng tại các khu vực thấp trũng. Tại miền Bắc, ngày hôm nay có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30mm, có nơi trên 80mm. Gió Đông Nam cấp 2-3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Dự báo thời tiết từ nay đến giữa tháng 7 sẽ có từ 1 đến 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông. Nhiệt độ trung bình trên cả nước cao hơn từ 0,5 đến 1 độ so với trung bình nhiều năm. Riêng Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ cao hơn từ 1 đến 1,5 độ. Nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra ở Bắc Bộ và Trung Bộ.